Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là phần loa ngoài của Asus Zenfone Max Plus X018D, cũng giống như phần loa trong thiết kế dạng module phía đầu đỉnh máy này. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần loa trong, loa ngoài trên Asus Zenfone Max Plus, lỗi hỏng nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn lúc không, cần một địa chỉ thay mới, sửa lỗi nhanh chính xác liên quan đến loa trong, loa ngoài, quý các bạn vui lòng liên hệ 024-66-75099 di động cao cấp.vn có mọi loại linh kiện trên điện thoại Asus Zenfone Max Plus thay mới quý các bạn. Đối với loa trong, loa ngoài cũng tương tự, chúng tôi có sẵn thay mới quý các bạn, chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới quý các bạn. Xin cảm ơn quý các bạn đã xem video giới thiệu về loa trong, loa ngoài trên Asus Zenfone Max Plus đang thực hiện tại di động cao cấp.vn.